hôm nay mình sẽ làm nấu nấu me đó, me rút nè, làm nước nước me, nước đá be. Bây giờ là phải nấu cho sôi cây me này ha. Me nè, me nấu nè, me này cho it's a tamarind juice. Tomorrow we make some tamarind juice for some baguette. First of all, we have to boil it. Tamarind, it is tamarind, so we have to boil it. And then we filter them. Filter them. We put some salt in, a little bit of salt, about one table, one teaspoon of salt, and one cup of sugar in. So let out the ice in, and you drink it. It's very, very good. Very good stuff. It's a tamarind juice. Okay. Bây giờ đó là sẽ đổ vô lọc. Bây giờ sẽ filter đó. Nấu ra được 700 ml. Là 200 g me dốt ra được 700 ml. Nhưng còn cái xác kia là làm cho kẹo. 200 g of tamarind and you cook in for 700 ml. Sour, right? More sugar in, sour, more sugar. Mm-hmm. Okay, now you get some ice. Put in the thing. Ngon hay là no? Mới cắt tóc nè, mới cắt tóc cho bà xã nè. Đó, được. Đó, cái tóc này. Đẹp gái. Dạ. Đẹp gái đó. Đẹp trai. Đẹp gái. Đẹp trai. Đẹp gái. Đẹp trai. Nước mắm mè các bạn. Make a tamarind candy. Yeah. Now with a tamarind, you put it out juice for drinking. The rest is make a candy. So now you boil it to a little bit of oil. With sugar, more sugar I think. That's out. Good. Okay.
Đó bây giờ đây cho nên cái mè có nho khô luôn đây nè. Giờ các bạn bỏ vào trong cái giấy giấy này nó để làm bánh. Ok, now you stretch out.